Vì sao trên quần jean đều có một miếng cạp da? Lý do quan trọng nhiều người không biết tưởng trang trí quần jean hay còn gọi là quần bò rất quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Bởi nó là loại quần phổ thông nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao phía sau quần jean đều có một miếng da lớn không công dụng và ý nghĩa thật sự của nó là gì? Hãy cùng tìm hiểu nguyên do nhé. Vì sao quần jean đều có một miếng da đằng sau cạp quần? Quần jean là một món đồ chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sở hữu. Bạn có để ý Quần jean luôn có một miếng da nhỏ được đắp ở sau cạp quần. Hầu hết người mặc quần jean đều không biết công dụng của miếng da đằng sau cạp quần. Không có một item nào ẩn chứa nhiều bí mật như quần jean. Trước kia là câu chuyện về chiếc túi mini ở phía trước và giờ là giai thoại về miếng da được gắn cẩn thận phía sau cạp quần. Phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng miếng da nhỏ được đắp ở cạp sau quần jean chỉ là một món đồ trang trí, không có tính năng sử dụng gì cả nhưng thực tế nó tuy bé nhỏ nhưng mang một sứ mệnh cao cả và thậm chí còn được đặt tên riêng là jacquard. khi quần jean bắt đầu ra đời và dần trở nên phổ biến, người ta cũng đồng thời tạo ra một miếng vải da nhỏ nhắn trên đó có in theo logo nhãn hàng và đắp ngay ngắn ở cặp quần sau. nó giúp chúng ta nhận diện thương hiệu để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. levis có lẽ là thương hiệu tiên phong cho việc điều chế ra jacquard. ngoài mác quần bên trong thì từ năm 1873 ông trùm quần jean đã bắt đầu có ý tưởng tạo ra những miếng da nhỏ in e logo hãng để đắp phía bên ngoài, như một cách bảo vệ thương hiệu của mình và giúp khách hàng tránh mua phải quần fake kém chất lượng. Phát ngôn viên của Levi's cho biết việc tạo ra Zagron sẽ giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm chính hãng bằng cách nhận biết qua logo, biểu tượng hình con ngựa chứ danh hay các thông tin về sai quần điều mà những loại quần fake khó lòng nhái được. Với sự tiên phong của Levi's, các thương hiệu khác cũng bắt đầu nghiên cứu và tạo ra Zagron cho riêng mình. Đầu năm 2018, American Eagle còn mở AE Studio ở thành phố New York, cho phép khách hàng của họ có thể đến và tạo ra Jack Ron cho riêng mình. Ngoài ra, có một số đồ vật xung quanh chúng ta quen thuộc tới mức chúng ta chưa bao giờ tự hỏi tại sao chúng lại có hình dạng, màu sắc như vậy.